Rồi, xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh YouTube của gia đình mình nha. Chào cả nhà. Nay nhìn mẹ điều kiện thấy lạ quá. Tại vì mẹ đang tách vỏ nghêu. Mắt mẹ hơi kém cho nên phải điều kiến. Đâu kiến bị gì cái đường này nó khó quá. Thành ra cô ba này, cô ba phải điều kiến mới được. Đặng mình dùng con dao đặng mình tách. Mình lấy cái mặt ra đặng hồi mình chế biến ăn. Tại vì nhà mình có trồng được mấy cái dây mướp nè, nhưng mà nó không tốt cho lắm. Mỗi giày có đường trái thì trái rồi, mẹ mới cắt được hai trái mướp nè. Rồi chiều nay sẵn vậy có mấy con nghêu, mẹ sẽ làm món nghêu xào mướp với nghêu kho sả ớt thôi mà. Đúng hai rồi. Món. Đúng rồi. À, giờ tách nghêu nè. Nghêu này mình tách sống để cho con nghêu nó còn cái độ ngọt. Chứ mình đi hấp sơ qua rồi mình lấy ruột ra thì nó một phần nó có thể nó bị teo cái ruột, thứ hai là cái nước ngọt ra hết rồi. Lát nữa mình xào nó không còn ngon nữa. À, này cô ba đừng có mang kiến mới được. Nay nhìn cô ba quấn cách lạ. Ba ký nghêu vỏ đây nè, còn mình tách ra được có nhiều đây à. Giờ bắt đầu mình chia làm hai ngang. À, phân nửa mình xào mướp, phân nửa mình kho sả ớt ha. Rồi giờ mình ướp, chia đạm ướp. Cái này là nước nghêu là nãy mình tách ra nè, lấy cái nước này một hồi mình xào ha. Rồi giờ mình ướp, đây mình xào, đây mình kho. Đây. Một ít hành tím băm. Đây cũng một ít hành tím luôn. Bên kho mình cho vài phân ớt nha. Món nghêu này làm chắc lẹ hả mà. Lẹ. Đây, nghêu nước mắm. Nhanh chín. Nước mắm. Cái bên kho này mình cho một miếng đường nha. Rồi, nước màu. Nước màu dừa nè, nó kẹo đặc luôn. Còn mướp này thì mẹ đã cạo vỏ nè, để như thế này thì nấu nó sẽ ngon, nó ngọt hơn. Rồi, để cho nó thấm khoảng 10 phút ha, rồi mình đem lên, đem mình chế biến. Rồi, giờ mình kho trước nha, đây mình vô mình cho miếng dầu vô. Rồi, giờ dầu nóng mình cho sả vô trước nha. Mình cho phần nửa cho thôi, mình thuê cho nó vàng, còn phần nửa để một xíu mình để vô sau nha. Kế tiếp mình cho hành tím với tỏi. Món ăn của mình hôm nay đơn giản đạm bạc. Nhưng mà bảo đảm cũng hao cơm lắm đó nha. Rồi. Rồi gia vị mình nó vàng thơm ha. Bây giờ mình cho nghêu vô đây. Rồi. Còn mới xả hồi nãy nè mình cho vô. À. Thơm lắm cả nhà ơi. Vậy là trong vòng chỉ hơn 5 phút thôi là mình đã làm xong được cái món kho rồi đó. Cho vô thêm vài phân ớt nè. Rồi khô rồi nè, rồi. Bây giờ mình nhắc xuống nha. Rồi, xong một món. Ôi, phải công nhận là có mùi xả thơm quá nhà ơi. Nhắc xuống rồi mà nó còn sôi nè. Giờ mình sẽ đậy nắp lại nha. Để nó giữ nóng một hồi nữa mình cơm cho nó ngon. Giờ bắt đầu mình xào mướp nha. Cho tỏi với hành tím nè, mình nhuyễn nha.
đổi cái vàng rồi, giờ mình cho nghêu vô ha. Rồi, con nghêu mình nó săn thì mình cho mướp vô ha. Mình có một tóp mỡ heo mình bỏ vô nữa là ngon hết mà. Rồi, cái này nước nghêu nãy mình tắp vỏ ra mình lấy nước nghêu nè, giờ mình cho vô nha. Món này bảo đảm ngọt nước lắm ngọt luôn. Dữ lắm. Có vẻ như con thấy hình như nghêu nó ít hơn là mướp. Nghêu nằm dưới thôi. Rồi, giờ mình cho hành lá vô nè. Wow, mướp còn xanh luôn nè. Vừa chín tới vậy nó mới ngon. Giờ mướp ra dĩa luôn. Hôm nay nhà mình lại được ăn cơm sớm nữa rồi. Tại vì nhờ hai món này chế biến rất là nhanh. Rồi, cho vô miếng tiêu ha. Wow, thơm quá. Rồi, mời cả nhà cùng ăn cơm chiều. Một bữa cơm hết sức đậm bạc. Rồi, mời cả nhà cùng dùng cơm nha. Mời cả nhà dùng cơm gia đình nha. 3 kg nghêu, 75 ngàn mà. 75 ngàn. Mướp nhà. Rồi, thì tốn khoảng gia vị 5 ngàn nó đi rồi mình. 80 ngàn. Giờ mẹ ăn này trước đây. 80 ngàn là hơi mắc đấy chứ. Hơi mắc quá. Mẹ không bỏ cái này. Nói vậy thôi chứ gia đình mình ăn phần ăn như đây là vừa. Ba người ở nhà ai cũng ăn cơm ít thôi. Để vỏ vậy ăn nó giòn, nó sực sực giòn giòn. Nghiêu mà để vỏ ăn luôn giòn nữa. Nha, gãy răng luôn. Cái nước nó ngọt luôn mà. Ngọt mà kiểu nó gắt gắt cái mùi của con nghêu á. Này ai bụng yếu yếu ăn. Kiểu ngọt của nó không phải kiểu ngọt đường. Mướp là mới cắt dùng xào ngọt kìa ha. Thầy hến ở dưới rồi mình. Lấy muỗng múc dưới ra. Hến ở dưới. Nhiều quá hến. Ý à, quên nhiều. Quên. Nằm dưới là mướp nó trên. Ừ, quá trời. Nhiều. Ừ. Làm bên đâu không? Nha. Mà như nghiêu này không được mập không mập. Hả? Thấy cái ruột nó nhỏ. Nghiêu không được mập luôn. Vậy chứ con nghiêu nhỏ. Chứ nó không hờ nó không ốm. Được. Tại con nghiêu nhỏ được rồi mà. Trời ơi, nằm dưới quá trời, thằng nhóc à. Rùi đạp đạp quá. Ừ, sáng nay tự nhiên có rùi. Con đó nãy giờ đạp đạp. Khách không mời mà tới. Cái con mới dặn mua 3 ký cua mà, 3 ký cua thịt. Tại có người anh đó, Cà Mau á. Con mới đặt mua trưa mẹ suy nghĩ chế biến cái gì. Cua biển đó hả? Cua biển, cua Cà Mau. Cái muỗng đúng không? Nhiều nhất rồi. Nhiều này nhỏ quá nên giữa nó có cái muỗng múc. Lua. Múc nó nằm dưới. Nhiều ngọt vàng thì người ta nấu cháo hả? Giờ nuôi nó nuôi nhỏ nhỏ chứ đâu nuôi lớn như trước. Nhỏ là nó thu hoạch. Để lớn nhiều khi
giữa đường nó bệnh cái đổ nè, để lâu quấy lại bị nghiêu tặc. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video clip ngày hôm nay nha. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những cái món ăn hấp dẫn khác của cô Ba nha. Xin chào tạm biệt. Chào, tạm biệt.